Đừng bị tắt lá. Đang quay vlog chưa ơi? Bắt máy rồi, một phát là phải lên luôn. Bắt máy. Sao sao? Cái đầu đèn cạn. Vô lại đây, lại đây, lại đây. Vô lại đây, lại đây. Ui da, cái chân quất vô trong độ. Vô lại mà anh ơi. Dạ. Rồi máy quay. Không, vậy giờ mày tập như anh ba, một phát một bông ra sao luôn. Làm vài phát vậy rồi mày bông. Nó lộn ra sao không sao hết á, chỉ sợ nó đập bên trước thôi. đèn mạnh lên coi. Đèn mạnh lên. Ê, dịnh lại cho ngửa. Được rồi đó. Được rồi đó. Không sao. Ý từ. Anh đừng có vô tròn nhanh quá. Đi la quá hết hồn. Không, đi đường thẳng đó thì được, đừng có bẻ lái. Đi chỗ ra sao luôn. Bẻ lái gì không mình sao đó. Hết, không sao hết. Cái pha đó. Cái pha không sao, không phải không sao. Cái mẹ đây. Cái pha nãy nó muốn liệm máy, tao đạp hắn quá. Sao mày không cho nó bật ra luôn? Đạp hắn quá sao bạn? Đã mày đổ máy mày bông đầu nó quen cái kiểu là cao quá là đạp hắn nè. Chứ phản xạ đúng không? Mày đây nè, mày đây nè. Mày hướng kia vậy chơi hơn. Đừng để liệm. Không có, vẫn kìm là được, ở đó là không sao, không có hơi đâu. Đúng rồi. Tại tâm lý, cuộc tâm lý nên chưa dám đi á. Gớt xuống vậy là không có sao đâu. Tại tâm lý nên chưa dám đi á không? Đừng cho nó mổ được rồi. Tiếp anh em. Không má đúng rồi, nãy có ai mà chụp vô chụp bộ là cái xe không sao. Trời ơi, ra đây thấy gì chụp bộ ra. Chạy heo chụp nha. Được rồi anh ba. Xuống. Quay ngược lại. Xuống đi. Không, khúc này còn được nè. Được đâu. Xuống nha. Hạ xuống đi quay. Bắn xi con lưu luôn, sợ gì. Ha, gần miếng dài, béo phát là đi dài luôn rồi. Thì hơi cái bỏ này lên lại coi, ba sao nãy anh bỏ lên được nè. Tại đây đâu. Đúng rồi, đi chụp kịp á. Bể không? Không. Đi chụp kịp á. Ừ. Chụp kịp nhưng mà không có người chụp nó mới có chạy hàng chạy hàng chụp. Nhưng mà chạy ra hỏi ông kính luôn. Tao nói đâu cần. Sao? Lại chụp hang, chụp cái này được, cái này là hắc anh về sau luôn. Đi làm ông thúc xa. Hiểu không? Chụp được cái này nè, hắc anh về sau luôn. Đi. Quay lại vậy. Lại đi lận. Đi quay. Ra đây là vô mập cho chụp dĩ nha các bạn. Sao má đổi nó này giống em tù đồ người sao? Chứ hẹn hả? Đừng bị tắt lá.
mày đừng có dịnh luôn. Khi nào nó gần gớ thôi. Chứ mày dịnh gì đụng á nó lại lắm. Đâu dịnh đâu. Quay lại ơi. Không, này ngã xuống trúng trúng đổ mà không bao giờ trúng đất máy được đó. Lúc nào ngã lúc mặt qua bên nè. Quay được không? Đi ra. Quay lại. Dạ. Quay gì tay không? Cái này. Bây giờ số phải chỉnh số. Máy xem đường kìa. Ờ, để chị hai ra. Ủa nó gần rồi phải không ta? Gần rồi. Thở đâu? Kìa anh tí kìa. Đây. Nè anh ba quay. Anh ba quay cái này đi. Đây là vận động viên Dương Mập sẽ trình diễn cho các bạn nha các bạn. Đây không đẻ bánh không biết lên nữa không ta. Đây là thử thách của anh Dương Mập đặt ra nha. Đẻ bánh bám xuống đường dễ lên, dễ bật hơn. Cặt gì sao chọt không vô trời. Má lỗ này lỗ gì chọt không vô hết. Vậy đúng không? Ừ. Sao không vô? Đây để tao đi. Ờ vô rồi. Thử luôn mấy chốt. Không biết anh Dương Mạnh sẽ thực hiện được hay không đây. Wow! Vỗ tay!